Trương sẽ nói chứ sao quá, sẽ nói em đừng có hối được rồi. Không sao, nói đi chứ đi, nãy giờ nhiều lắm rồi em nói. Tí nữa xong rồi anh tiếm được đồ rồi anh sẽ nói với em. Rồi sao giờ nói được chưa, anh cứ úp úp mở mở đi cả buổi không chịu nói là sao? Nãy giờ anh đi coi là anh đi coi đồ. Ừ, để anh lựa cho anh. À, để ra thì để mặc sắp một buổi diễn sắp tới thì anh đang tính là mời em hát chung với anh đó. À, em lý do chỉ có vậy đó em. Theo đúng luật của chương trình á thì em phải hát cho anh nghe một đoạn. Ừ, bất cứ bài nào đó em thích mà à, em cảm thấy tự tin. Ừ, đó. Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Ok, được chưa? Good. Ok, bây giờ anh sẽ trao cho em cái mic đôi biểu tượng của chương trình nhạc hội song ca này. Wow, lấp lánh quá ta. Ừ. Ok, phối hợp thật là ăn ý ha. Như vậy chúng ta đã biết được người bạn đồng hành của anh Karik là ai rồi. Không ai khác đó chính là Phương Linh. Không biết là cái bộ đôi này sẽ mang tiếng một gì, Huy cũng rất là nôn nóng. Chắc có lẽ rằng đây sẽ là một tiết mục rất là đậm chất trữ tình và rất là dễ thương của hai bạn trẻ. Và họ sẽ thực sự biểu diễn thế nào, chúng ta hãy cùng quay trở lại sau ít phút nữa. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Nhạc hội song ca. Và không chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của ca sĩ Karik và bạn Phương Linh. Đến với nhau đến nay chẳng quá lâu, mà sự yêu thương trong anh này quá nhiều. Dù ngọt ngào cay đắng, chuyện mình dù ra sao anh vẫn mãi chỉ mong em cười. Chẳng biết vì lý do gì, lòng anh yêu em quá đi. Yêu chẳng nghĩ suy, yêu chẳng tiếc một điều gì. Và khi anh kề bên em như là con nít trong lòng vui, đi đâu quên quýt bên cạnh nhau, xung quanh em đâu cũng thấy là màu hồng. Và khi anh rời xa, trong em đầy mong nhớ em chờ chồng. Đôi khi buồn vô cớ nên nhiều khi em muốn nói với anh là yêu em đôi khi mệt quá đi, mà anh cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Xưa nay luôn vậy, đây tôi luôn vậy. Dù em ra sao cũng đừng học em buông tay. Yêu anh đôi khi mệt quá đi, mà em cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Xưa nay luôn vậy thì sẽ mãi như vậy, vì luôn bên anh đi khắp thế gian này. Em như là nước, còn anh thì như ca. Khi em kề bên thấy đời vui quá, gần hay là xa, hai đứa mình giận hay là hòa, anh vẫn chỉ sâu như một, ngoài em không cần ai cả. Đến với nhau anh không để tâm quá khứ em ra sao, miễn hiện tại cửa sẽ tìm em ngay chính mình anh ra vào. Tháng ngày cứ thế này sẽ mãi còn trong tim, có em với anh cuộc đời tươi đẹp còn hơn cả trong phim. Nếu như em là khung trời xanh, anh sẽ là bầu không khí sáng đêm để em gần bên anh. Cùng vui có nhau bất kể mưa gió hay mai sau trong lành, hay ta sẽ mãi không cách rời, mãi bên nhau đến suốt đời. Cần ai khác, yêu em không cần ai khác, yêu hơn em ai chẳng cần hứa chi dòng dài. Anh không cần ai khác, yêu em không cần ai khác, anh đang yêu thế này em chỉ muốn yêu anh thôi. Yêu em đôi khi mệt quá đi, mà anh cứ yêu chẳng cần tiếc chi. Ban đêm hay ban ngày tình yêu luôn đồng đầy, dù em ra sao cũng đừng hòng anh buông tay. Yêu anh đôi khi mệt quá đi, mà em cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Xưa nay luôn vậy thì sẽ mãi luôn bên anh đi khắp thế gian này. Yêu mình em mỗi em mà thôi, mong em cũng như vậy yêu. Dù xa cách bao tháng ngày, mình chẳng rời đôi tay. Yêu mình anh mỗi anh mà thôi,
mong anh cũng như vậy yêu, càng lâu nhớ thương càng đầy. Và khi em kề bên anh như là con nít, trong lòng vui, trong lòng vui, lòng vui, lòng vui á, bên cạnh nhau, bên cạnh nhau, cạnh nhau, cạnh nhau, thấy là màu hồng. Và khi em rời xa, trong em đầy mong nhớ, anh chờ trông, anh chờ trông, chờ trông, chờ trông quá. Nên nhiều khi, nên nhiều khi, em nhiều khi, muốn nhiều nói khi với anh là yêu em quá đi, yêu em đôi khi mệt quá đi, mà anh cứ yêu chẳng cần tiếc chi. Và đêm hay ban ngày tình yêu luôn đồng đầy, dù em ra sao cũng được hầu em buông tay. Yêu em đôi khi mệt quá đi, mà anh cứ yêu chẳng cần nghĩ suy. Dù này luôn vậy thì sẽ bao nhiêu vậy, người luôn bên em đi khắp thế gian này. 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết thời gian. Và xin mời Karik và Phương Linh hãy quay lại phía sau để nhìn số điểm mà nhận được, đó chính là 253 điểm. Wow, wow. Đây là một số điểm rất cao, phải nói là rất cao. Thực sự là xin chúc mừng hai bạn. Đúng, đúng như là mình dự đoán ha. Một cặp đôi kẹo ngọt, dễ thương, xoán ngôi đôi kia rồi. Hả? Vừa đôi kia bây giờ đã trưởng thành rồi, qua đêm kia là mọc cánh ra. Linh ơi, Linh, em có thể trả lời chị một câu thật lòng được không? Dạ vâng ạ. Em có phải là người yêu của Karik không? Phải không ạ? Em không biết nữa, nhưng mà trên đây là cặp đôi đó chị. Cho em mặc áo hồng là biết rồi. Anh có bấm cho cái cặp đôi này? Tại sao? Tại vì sao em thấy họ xứng đôi. Xứng quá, có xứng đôi. Xứng đôi. Anh xin lỗi Giang, đôi khi cuộc sống có những sự thật nó hơi phũ phàng một tí xíu, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận là tại vì họ cũng xứng đôi. Đâu phải lúc nào thả thính cũng thành công. Đúng rồi. Đúng không? Karik thấy phần biểu diễn của Phương Linh như thế nào? Có đúng như là những gì mà Karik chờ đợi không? Thực ra thì sau khi mà xem cũng như là biểu diễn chung với Phương Linh xong thì Rick khá là bất ngờ, tại khi mà mình chạy chương trình á thì Linh khá là hơi rụt rè. Đó, nhưng mà khi lúc nãy mà khi xem Linh biểu diễn xong á, Rick cảm thấy là mình không có vé luôn. Và bây giờ có một tin vui dành cho Karik và Phương Linh, đó chính là ngay từ giờ phút này thì các bạn đã là người sở hữu chiếc ghế vàng. Và bây giờ thì rất là tiếc được mời Hồ Quang Hiếu với lại anh mới Chí ngồi Quốc. Có chút về bên đã kia đủ sử dụng cái ghế rồi. Một lần nữa chúc mừng Karik và Phương Linh. Mời Karik, Phương Linh về chỗ.